Ôi gì? Rãnh hả anh? Ừ rãnh này sâu thế. Đây nó đi lại chứ. Ừ rồi rãnh rãnh sâu vậy á. Dẫm à? Hút à? Rãnh sâu. Rãnh sâu lắm. Ui cái gì? Ui dồi ôi. Ui ôi. Ui cái xác ơi. Này đột đấy á. Ui dồi ôi đúng rồi. Ui dồi ôi. Sao mà to vậy? Ui ôi trời ơi. Đúng là người thật. Xác này lột lâu rồi. Lâu chưa? Lâu lâu. Mà to nhỉ. Ôi quá to luôn à. Xác như cái tã. Yeah. Thế mà đây không biết cái gì. Nó quanh quanh ra đây. Xác to thật. Thì xác này con này phải trên 50 cân đấy nhỉ. Quỳnh ơi. Đại ơi. Cái đối lâu nhỉ. Lâu thế nhỉ. Để cho mắt ra đây nữa. Đây. Cho mắt ra đây nào. Mắc ơi, mắc ơi. Đây là mắc ơi, mắc ơi. Mắc cái xác lột kinh khủng luôn. Đây. Ờ, xác rồi. Mẹ xác này nhưng mà xác này lột lâu rồi. Khô mẹ rồi. Ui giời. Ui. Mắc này. Mắc này. Đây coi. Mắc. Mắc mắc mắc. Ui giời là. Ui thế thì to đúng rồi. To bằng. Đấy người đấy. To bằng người rồi đấy. Ghê chứ. Ui vãi chuẩn. Cả cái xác to chưa. Đấy đúng là ôm luôn đấy nhỉ. Mẹ. Sao thật chứ. Mấy kỳ quá cái xác nó to kiểu này. Đấy nơi người đánh hơi chưa. Mắc cái tim quá. Đây mình chia ra đi. Chia ra tìm xung quanh khu vực ấy đi. Ghê nhỉ. Nhìn cái vảy đó. Cái bụng đó này. Đây là vảy lưng. Không phải vảy bụng. Vảy lưng. Vảy bụng nó phải vảy lưng ấy chứ. Không phải vảy bụng. Thế thì gọi là đến mới được gọi là hơn nửa tí. Nó chắc đi lùng quanh đi thôi. Chưa được hơn nửa đâu. Vảy to này. Đây là vảy lưng thôi. Lưng rồi đấy. Mày vảy ra xem. Lưng của nó đã 30 mấy phần, gần 40 phần này. Rồi. Lưng của nó này. Đây là nó còn co lại này. Ghê chứ, thế này thì mắc đâu à? Tiến đi. Vậy ai bị gặp nó rồi gọi hay là nó cắn rồi gọi nhá. Mắc rồi. Mắc đi đi. Cái này nó lột lâu rồi em ạ. Chia nhau tìm anh ơi. Thấy gì ấy nhá. Thấy gì nhớ ấy đây. Đến xung quanh nữa hả? Ui trong này lắm gai lắm. Nó chui vào hết mà. Anh đi vào cái chỗ ui giật mình. Ui cái cây này. Cái gì? Cái cây tưởng chắc nó bò dưới bên dưới. Cây gì nó đổ chỗ này chắc không có luôn. Có là nó đi là cái cây nó phải cái đóng lá ngay. Cái số hổ này nó ấy đấy. Đóng lá ngay.
nó đi ở dưới thì làm sao nó động lá được. Ừ, anh đấy nào. Đập đập thì tôi khiến lúc nó động nó chạy. Kia. Trong kia. Trong lúc nó động biết sao không? Có gì anh Quỳnh? Có gì à? Gì đó. Có nhãn không? Nhìn xem là nhìn xem. Nó đi kiểu gì nó không để lại vết đấy. Nó đi để vết thì nó to. Sợ to quá. Nó ở lùm cây đéo để lại. Nhưng mà giờ nó có đi ở đây không ấy chứ? Có khô đấy. Có khô nhưng mà còn nếu mà nó to hơn nữa. Để sang kiểm tra xem nào. Chưa đâu bên đây có không anh Sướng ơi? Cái gì ấy? Đâu, đâu, đâu. Ở đâu ấy? Đây đây trong này. Hình như là lên đi lách một cái đường luôn. Ừ này. Nhưng mà nếu biết đường này nó đi là đi vào hay là đi ra đây. Nhận hết thì đây thì nhìn cũng có đường đấy. Để lóc vào đây. Cắm này cắm, cắm xuống dưới cây này rồi. Nhưng mà không biết nó đây là cái đường chưa, này. Chưa đâu. Không, chỗ này có vết đi anh ơi. Vết đi đây này nhãn thiên. Thôi anh đại ơi. Nó bị rụt cứ trong này luôn. Dễ hết luôn à? Ừ. Có vết thấy... chó nó ngủ luôn. Thế khu này. Khu là vùng hè nó đi ra bãi đất trống rồi. Nó mà đi lên rừng cái gì? Tìm được cái nịt. Nó có già đấy không? Ở kia nó còn có sông cơ. Sông mà nó sợ bò núi kìa. Không tìm là nó bỏ lên núi đấy. Cái này di chuyển nhanh thế nhỉ? Di chuyển nhanh lắm. Giống hàng rừng này. Anh Quỳnh thấy ra sao ơi? Cú bảy ơi. Cái gì ấy? Đâu rồi? Ờ rãnh nó đi này. Vết cái rãnh nó đi à? Có vết thôi. Chỉ có vết thôi. Đây cái vết này đi đã ác đi. Đấy anh nó đi rồi, tôi đi theo men rãnh rồi. Anh thử men theo khu để em sang chạy sang khu kia xem nhá. Ây ôi. Cái gì ấy? Ở đâu ơi? Cái gì ấy? Mất túi gì anh Tài ơi? Mất túi gì ấy? Rộng có thấy cái gì đâu. Từ từ tả ra đi nhá. Không thấy gì. Mắc, ê, mắc ngay. Tại đó. Ngay. Mắc mình bị sổ tổ không à? Không phải. Cái gì đâu? Gai đấy đây. Còn gai. Đấy. Đâu? Anh xem vào. Rắn nó cắn nhái đâu ấy? Ở đây. Đấy. Ôi, không gần ngay đây à? Ôi, đấy, mang cái sạc kìa. Chắc con. Đấy. Ai biết được? Cứ bình tĩnh thôi.
Thế vừa rồi là nó cắn con rắn chứ. Mà con gì mà cắn con nhái. Đúng vậy. Bây giờ nó ngay chỗ này này. Ngay đây. Mang đây cái gối quá. Ở đâu? Đây nó chỉ ở ngay chỗ chân tải thôi, ngay chỗ chân tải thôi. Cái lỗ bò xuống ấy rồi, xuống ao rồi. Còn đấy nó phi xuống ao rồi. Phi hoặc là phi lên. Đúng đây không gì phi lên. Yeah. Hay hủ mang. Nhái đây cũng to đấy. Ừ, kêu như thế mà nó nhả mồi nó xuống mẹ rồi. Tiếc kìa. Anh lại đi lùng lùng quanh xem. Mắc à. Thấy kêu quá, bỏ ra. Đâu ấy nhỉ? Mẹ vừa tao thấy cái cui nó ở đoạn này mà. Đây này. Đâu? Đấy, cái đuôi đoạn này mà. Vừa cạch phát này. Cạch á. Tìm ra. Ôi, cái gì? Đâu? Ôi, bánh ơi. Bánh ơi. Phải không? Ôi, trái ơi. Ôi, đi con này. Ôi, con này. Mạc, mạc, mạc. Ủa? Ôi, ôi, đi đi. Ôi, nó ngay chân vừa dẫm qua không biết này. Tôi vô lại ngay chân này. Luôn luôn đi. Ôi ôi. Làm im. Ôi, cái đuôi. Đấy. Ôi, anh chưa? Ôi, cái đầu, có sang kia rồi. Đâu sang kia? Chân đâu, chân đâu, chân đâu? Nước ấy. Nước trên nước kia. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Một nó bơi rồi, nó bơi rồi. Nó bơi kia. Đâu rồi, nó đâu rồi? Vừa đây, 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 ủa? Đâu? Đây! Con lạn mẹ rồi! Đây! Đuôi đây! Đuôi đây! Đây! Con lạn mẹ rồi! Đâu nhỉ? Đấy! Cái đuôi! Đuôi vừa cho ông mắt kìa! Ê! Cái nó phải... Cái thằng kia... Ừ! Kìa! Kìa! Đây! 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 Ui! To lắm! Ok! Tại đạn kìa! Dừng rồi! Kìa kìa! Một kéo đuôi lại! Một kéo đuôi kìa! Ok! Kìa! Một kéo đuôi kìa! Ê! Dừng đuôi này! Dừng đuôi! Ôi ôi ôi. Kéo kìa. Kéo kéo mạnh ra. Kéo anh. Mạc ơi đi ra cẩn thận con ơi. Mạc ơi đi ra con. Ôi kéo anh. Ôi ta con đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đâu rồi? Đây đây. Đây đây. Đầu kia, đầu kia. Ôi ôi đâu rồi? Ui giời ơi này. Tỏ lên. Cái đầu đâu? Đầu cho mày, chân mày ấy. Chân mày ấy kìa. Mạc ơi con. Anh ơi. Nó chui đây ơi. Ôi giời ơi. Đâu kìa. Ê đâu này. Quay quay. Ôi kìa nó ra kìa. Ôi con mắt. Lôi ra đi. Lôi ra lôi ra anh ơi. Lôi rộng ra. Mang lên mang lên. Ui đâu kìa. Đâu này chứ. Nó quật đấy đằng này đâu. Đâu đây này. Đâu đây này. Đâu đây. Cứ tao nó cắn đây. Nó lặn thôi. Đây ơi. Đây ơi. Đây ơi. Ui ui. Ôi,
không biết cắn ơi. Quỳnh ơi, cố lên!
đừng để nó rút vào được. Cái phải vô, cái phải cầm được đầu xuống, cho đầu lên nhờ. Nó vặn, nó lôi được. Đầu nó vặn tay mình cũng cầm được đầu đó. Thôi được, cái này không cho nó rút được đâu. À, bây giờ lưng dịch nó rút dưới đấy. Nào, nào. Ơi, ơi, đi vào đi. À, ơi, ơi, ơi. Cẩn thận nó cắn nhá. Nó đang tăng, rút đầu rồi. Nào, nào, hai, ba. Đầu đâu rồi? Ôi, kia kia. Rồi, 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 nào. Hai, ba. Ủa luôn dài, 7-8 mét chưa? Đây, đầu rồi. Đầu lên đây. Thằng máy đến trên này này. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Anh ơi. Lại lưng em, kéo bên, kéo bên ngoài đó. Đó, 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 kéo vào trong này nhá. Đó, đó. Ôi rồi. À. À. Anh ơi, quỳnh lên kia, anh quỳnh lên kia. Cái con lông này đến hai tạ. Nó gồng dã man. Có được không? Có đến hai tạ không nha. Con này nhẹ cũng phải tạ 6. To hơn người luôn này. Sợ thật đấy. Camera ta to hay nó to. Ôi giời ơi, anh quỳnh bé tí này. Anh nằm lại đi vào. Ui, mấy con này nó to nhỉ. Con này là con ui nó khư. Con này con tinh nhiều. Ui nó khư. Nó thở như tiếng gió ấy. Chứ con này to con này. Bốn người không khênh được. À, anh em mình kéo. Quá khủng khiếp. Kéo ở chỗ rộng rộng này. Sao một người chạy về lấy đồ. Không về Quỳnh đi. Lên lấy túi ở làn, túi làn ở mình ấy. Cầm đây để đút mẹ vào đây luôn đi. Khiêng đi. Không khiêng đi. Chứ bây giờ cầm đầu với mỏi tay lắm. Mỏi tay á. Anh đã anh ấy sắp sửa ấy rồi đi. Cái này nó to. Nó kỳ kinh lắm. Dã man. Sợ chứ không đứng nổi lôi rồi. Con này em phải 7-8 mét. Dài lắm. Con này to nhất. Đây mọi người mình quay cận cảnh mọi người xem cái đuôi nó đây. Sư phụ phải lấy cái đuôi tí xong rồi xoa. Đấy cái đuôi nha mọi người nha này. Nó to thế không ạ? Con này phải tầm 7 mét. Đây mọi người có thể nhìn cái chân của mình đây. Mấy cái người nó đây. Đây nè. Ôi dồi ôi. Hình chưa. Hình dài. Mọi người chưa. Con này phải 7 mét. Đấy nè. Hai tay phải cầm đầu. Trời cái chân này. Ui trời ơi. Còn nó vật cửa. Nó quấn ở đấy. Quấn đấy. Hả? Nó nghỉ kinh lắm. Tê tay à. Tê chứ. Bây giờ mà thả ra là nó rút cũng không kéo được nữa. Thả ra là bây giờ mình đuối sức à. Nhưng mà được con này cũng sướng. Bụng nó to đùng như này nó ăn chắc phải nuốt khoảng 2-3 con gà rồi gì nữa. Ghê tờ. Con này này. Trước cái này gặp con này đúng không ạ? À. Tôi gần đầu tiên đấy. Nó nhăn nhẹo lại. Ui giời ơi. To cũng là lần đầu tiên mình gặp con khủng lò này. Quý cái đàn đấy. Con này cầm đầu là ba anh em mình quát qua lên vai khênh vào đây đi. Con này nếu mà bảo là lấy cái da là làm được trống nhờ. Lấy cái trống. À tập trung vào đây nhá. Nhiều cái trống. Đây có nhiều đoạn giữa kia. Chúng ta đoạn này đúng. Nào, tập trung lên. Lại cầm đầu nhá. Ấy. Ấy. Lên ra luôn luôn luôn. Ấy. Ôi. Nào. Đi. Ôi. Ôi. Lên đi. Đi. Ui giời. Ui giời ơi. Khổng lồ. Ui giời. À bây giờ nhá. Xây thẳng cái kia nhá. Mày xây cái gì nhá. Rồi. Ui nó kì cái đầu kinh nhất. Cố đi. Cố lên. Lên được không? Ui tuột hết rồi, cho anh Đại rồi. Ôi kìa. À cho cố một tí ra đây. Để rút tay à. Lên ở gần chỗ này chắc. Đánh như thế này. Mẹ dã man. To khủng khiếp.
Tàu lên đây. 2, 3. Ôi, lên đây. Nào, cố ra đoạn nữa. Hết đoạn này. Ui. Đấy, còn đây. Ui, 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 ui. Đây, đây, đại bỏ đầu ra. Phá ra. Ui, to. Mẹ con này. Lịch sử chưa? Lịch sử. Hả? Qua lại lịch sử chưa? Anh có nhớ năm ngoái mà bốn anh em mình bắt được một con đấy không? Mà đã nặng vật vã rồi, bây giờ con này to hơn. Nhưng mà, con cấp đôi. Con này là con thứ mấy rồi ta? Con thứ 5 à? Thứ 5. 6, 5 à? Không nọ. Tính tưởng nọ, hôm nay con này con thứ 5 rồi. Con thứ 5. Nhưng mà con này... À, nhưng con to nhất đi. Con này to. Con này phải 4 người khanh, 5 người vật lộn. Là. Con này chưa? Nó ở chỗ vỉa than nhỉ? Đây nhìn đấy nhỉ? Dẫm nó sướng chưa? Ủa, dẫm không cảm giác gì ở chân. Bởi vì ở dưới nó có nước nữa. Thì vừa rồi em cũng xui em như em dẫm vào đó mà em cũng không biết gì đâu. May nó không quay, nó cắn phát đi. Mẹ, vãi cứt. Nó cắn rách cục chân. Con này. Mở tay à? Tê tay thôi. Mọi người nhá. Thì anh em mình hôm nay là có cuộc gọi khẩn cấp của bà lão ngay cạnh xóm là phát hiện ra là con chằn nó vào nó ăn gà. Ăn đàn gà của bà. Thì anh em mình đang trên rừng để quay đường quay về để xem như nào. Thì sau một hồi truy lùng thì bây giờ là thấy được nó nhờ có công của mắc nữa. Thì nói chung là con này là anh em mình bắt thời gian vừa rồi đây, con này là con thứ 5. Con này là con thứ 5 mà con này gần như to nhất. Con này vào thì đang ăn gà. Thì 5 con thì anh em mình đã mới là nấu cao một con. Con này phải 2 nồi. Thì bây giờ mình sẽ cho con này về. Và nếu như mà tức là một con này anh em mình đã thịt nấu cao mà Trần Thạch sẽ đăng trên kênh Trần Thạch Vlog cho mọi người nhé. Thế còn ở nhà là còn 3 con cộng thêm một con này nữa. Đúng không? Đúng không? Đồ này. Và con này là con to nhất. Như kiểu năm nay chúng mắn ấy nhỉ. Sắp Tết, sắp Tết. Sắp Tết. Đây là sắp Tết. Thế là có bánh, mà. bánh trưng nhân thịt chăn. Từ đón Tết làm mấy con nữa là Tết tiêu. Đấy. Nó rất là to. Lúc nó há mồm luôn. Khổng lồ luôn. Bàn chân mình luôn. Đấy mọi người. À là quần đà. Khổng lồ. Đấy thì nói chung là video này mình cũng xin kết thúc lại đây rồi mọi người ạ. Và mình sẽ review cho mọi người xem. Anh em mình bắt được 5 con. Thì một con là mới cho lấu cao. Còn 4 con. Thì sau này mình sẽ review cho mọi người xem 4 con chăn khổng lồ của anh em mình sẽ như thế nào. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ cho mình và ủng hộ cho toàn thể anh em trong Tem Sản Phẩm Ẩm thực Vùng Cao nhé. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé.